Chào mừng các bạn đến với loạt bài hướng dẫn giải bài SPOG PTIT. Trong cái nội dung này thì chúng ta sẽ làm cái bài đó là tổng ước. Ok, những cái bài ở trên SPOG này đôi khi chúng ta rất là bực. Chúng ta làm trên cái máy tính của chúng ta chạy ngon lành rồi, rất là đúng rồi. Tuy nhiên là cho lên đi thì nó không accept hoặc là làm sai hoặc là nó bảo quá thời gian hay là lỗi gì quái gì ấy. Ok, thì để làm tốt những cái bài ở trên này thì cái đầu tiên là các bạn phải xét hết tất cả các trường hợp. Cái thứ hai là các bạn phải đảm bảo là cái thuật toán của các bạn này tối ưu. Và mình sẽ thấy rằng nó sẽ sử dụng toán nhiều hơn là thuật toán. Nên các bạn, nếu mà bạn nào giỏi toán ấy, thì hãy ứng dụng những cái kiến thức mà các bạn đã có vào cái giải bài này. Ok, thì nó sẽ rất là tốt. Đấy là hai cái vấn đề chính mà mình thấy, cho nên là nếu như các bạn muốn giải bài tốt ở trên này thì tất nhiên là cũng không cần giỏi toán quá đâu, chúng ta không biết gì thì cứ Google cũng được. Ok, bây giờ thì chúng ta vào cái vấn đề chính của chúng ta là cái bài tổng ước này, thì tính tổng các ước của một cái số n đối với n là nhỏ hơn bằng cái giá trị 10 mũ 12. Để lưu trữ được cái giá trị 10 mũ 12 này, chúng ta không thể sử dụng kiểu long hay là kiểu int đối với cái dữ liệu của cái ngôn ngữ C hoặc C++. Còn đối với Java hoặc C Sharp, ok, chúng ta sẽ có thể sử dụng kiểu long. Bởi vì cái kiểu long ở trong cái C Sharp hoặc Java là nó 8 byte. 8 byte là 64 bit. Ok, 64 bit thì chúng ta có thể lưu trữ được đó là 2 mũ 64. Được bao nhiêu trừ đi 1, đây là cái giá trị tối đa và chắc chắn là nó sẽ chứa được cái giá trị 10 mũ 12. Còn riêng đối với cái kiểu nguyên ở trong cái một số hệ điều hành hoặc là ở trong cái bài cái test của SPOG này thì nó sẽ chỉ là 2 byte thôi đối với cái kiểu nguyên, ok, đối với ngôn ngữ C. Hoặc là tối đa thì nó cũng chỉ là 2 byte hoặc là 4 byte đối với cái C cộng cộng. Tuy nhiên thì cái 4 byte thì tối đa cũng chỉ lưu trữ được 2 mũ 32, được bao nhiêu trừ đi 1, và nó không đạt đến cái giá trị 10 mũ 12. Cho nên là cái kiểu dữ liệu là cái đầu tiên các bạn phải quan tâm. Cái thứ hai là các bạn hãy để ý cái điều kiện đầu vào của người ta và cái đầu ra của người ta này. Mỗi dòng chứa một bộ test này, rồi là khi mà in ra màn hình hay là in ra kết quả thì mỗi một dòng chỉ chứa một số nguyên hay là một kết quả tương ứng với cái bộ test. Do vậy thì chúng ta phải đảm bảo là sao mà sau mỗi một dòng xuất ra kết quả thì phải xuống dòng, ok, phải xuống một cái dòng mới. Đấy là những cái ý đầu tiên mà mình muốn nốt với các bạn. Bây giờ thì vào cái bài chính của chúng ta. Đối với cái bài này thì có mình biết hai cách để làm. Ok, một cách là mình cũng thấy khá là dễ hiểu và mình sẽ hướng dẫn các bạn ngay sau đây. Ở đây thì cái lưu ý của mình đối với các bạn ấy, thì mình sẽ không nói lại. Và cái cách làm ấy thì mình sẽ trình bày cụ thể ở trong cái chương trình của chúng ta. Bây giờ xem cái ví dụ này. Đầu vào chúng ta có hai bộ test 5 và 6. Khi nhập 5 vào chúng ta ra kết quả là 6. Và khi nhập 6 thì kết quả chúng ta được 12. Tại sao? 5 thì chỉ có ước là 1 và chính nó, bởi vì bản thân số 5 là số nguyên tố. Ok. Đối với số 6 thì nó có ước là 1, 6, 2, 3. Tổng vào thì là 12. Bây giờ mình sẽ phân tích là khi mà gặp một cái giá trị nào đó thì chúng ta sẽ tính tổng ước của nó như thế nào cho nó tối ưu. Ok. Một cái điều các bạn nghĩ ngay ra đấy là sợ quái gì, ta chỉ cần cho cái giá trị biến chạy chạy từ 1 cho đến chính nó. Nếu mà cái thằng số n đi, số n mà chia hết cho thằng nào thì cộng cái giá trị chia hết đấy cho cái tổng biến tính tổng đi thì đấy là xong. Tất nhiên là khi mà đấy là cái suy nghĩ rất là giản đơn và hướng giải quyết rất là bình thường, nhưng mà nó sẽ không được accept bởi vì cái thời gian chạy rất là lâu, bởi vì nếu các bạn kiểm tra 10 mũ 12 lần rất là lâu, ok. Thế nên là chúng ta phải tìm cách nào đó nó tối ưu thì mới được accept. Giả sử mình sẽ phân tích cái giá trị 6, ok, 6 thì sẽ bằng 1. Ok. Cái có thể chia hết cho nhá. Ok, cái này là thế này đi. 6 thì có các ước đó là 1 này, 2 này, 3 này, 6 nhầm, đây là 6. Thì các bạn sẽ thấy rằng đối với cái giá trị là 1 và 6 thì chúng ta có thể suy ngay được ra. Nếu như cái giá trị cần tính tổng của chúng ta mà lớn hơn 1 thì chúng ta có ngay hai ước dễ thấy, đó là 1 và chính nó. Còn đối với các ước trong cái đoạn trên 1 và nhỏ hơn chính nó thì chúng ta làm như thế nào? Ở đây giả sử như là chúng ta đã biết nó là có hai cái ước dễ thấy thì chúng ta bỏ đi, chúng ta chỉ phân tích hai thằng này thôi. Nếu như cái
6 mà chia hết cho 2 thì cái giá trị 6 chia cho 2 cũng sẽ là ước của 6. Ok, chúng ta dễ dàng thấy 6 chia 2 là mấy? 3. À, 3 cũng sẽ là ước của 6. Như vậy, nếu chúng ta thấy rằng 6 mà chia hết cho cái giá trị nào thì chúng ta kiểm tra ra cái giá trị 6 chia cho cái ước đấy mà nó cũng chắc chắn là nó cũng nguyên rồi. Và thứ hai là kiểm tra xem nó không trùng nhau ấy. Ok, thì chúng ta sẽ cộng nó vào cái biến tổng. Như vậy thì cái việc thực hiện chương trình của chúng ta nó sẽ nhanh hơn ít nhất là một nửa. Ok. Và cái thứ hai là chúng ta thấy rằng cái thằng 6 này này thì chỉ cần chạy đến 2 là đủ, không cần chạy nhiều hơn. Ok, tức là chạy đến trị tuyệt đối à nhầm, à, phần nguyên của căn bậc 2 của 6. Đối với mình xét số 9 đi. Ở số 9 có các ước dễ thấy đó là 1, 3 và 9. Thì 1 và 9 mình sẽ không xét ở đây, mình sẽ chỉ xét số 3. Ok. Thì chúng ta thấy rằng 9 thì nó chỉ có 3 ước. À, chúng ta chỉ cần cho cái biến chạy chúng ta chạy từ 2 cho đến 3. Ok, tức là từ 2 cho đến căn bậc 2 của, tức là cái phần nguyên của căn bậc 2 của cái số n đấy. Thì chúng ta thấy rõ ràng một điều đó là 9 chia hết cho 3. Và cái giá trị một cái ước nữa cũng là số 3 khi mà chúng ta tìm ra được ấy. Ok, tức là khi mà lấy 9 chia cho 3 thì nó cũng được 3, nhưng mà 3 trùng với 3 rồi thì thôi, không không cần cộng vào nữa. Như vậy chúng ta cộng 9 cộng 3 cộng 1 thì chúng ta sẽ được tổng cả ước của 9. À, giả sử phân tích một số 25 nữa đi. 25 thì bao nhiêu? À, nó chia hết cho 1 này, cho 5 này. Ok, cho bao nhiêu nữa? Nó cho 25. Chắc là đến này thôi. Thì cái số này và cái số này thì không cần xem nữa. Vì chúng ta có thể cộng luôn vào được rồi. Còn riêng cái số này chúng ta cũng có thể nó giống hệt như cái số này luôn. Ok, thì nó sẽ chỉ có thể chia hết cho cái thằng này nữa thôi. Vậy thì thằng này chính là cái ước trong cái khoảng lớn hơn 1 và nhỏ hơn 25. Ok. Như vậy thì chúng ta chỉ cần cho cái biến chạy của chúng ta chạy từ cái giá trị 2 đến căn bậc 2 phần nguyên nhé, phần nguyên căn bậc 2 của cái giá trị cần xét. Và nếu như nó cái giá trị n mà chia hết cho y thì cộng dồn cái giá trị y vào cái biến tổng và kiểm tra xem là cái giá trị n chia cho y ấy mà nó mà khác y thì chúng ta cũng cộng luôn cái giá trị n chia cho y vào tổng đấy. Như vậy thì chúng ta cái thuật toán chúng ta sẽ tối ưu hơn rất là nhiều. Ở đây thì mình sẽ sử dụng cái hàm để làm nha, trên cái ngôn ngữ C. Ok, đầu tiên là chúng ta phải có số bộ test, mình đặt là k. Đầu tiên chúng ta sẽ scan f, cái giá trị của k sẽ là một cái số nguyên thôi. Ok, và cái này là và k cuối cùng. Đây là chúng ta xong cái nhập vào số bộ test. Cái thứ hai ở đây đó là chúng ta phải lặp để nhập vào tất cả các bộ test và in ra cái kết quả tương ứng, thì chúng ta sẽ sử dụng vòng while. À, mình học được một cái rất hay là while k trừ trừ đấy, thế này thì nó sẽ lặp đúng k lần. Thì chúng ta sẽ làm cái gì? Trên này thì khai báo ra một cái thằng kiểu long long. Ok, long long thì mới có thể lưu trữ được cái giá trị 10 mũ 12. Mình đặt nó là n. Ok, trong này thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta nhập vào cái giá trị n. Phần trăm long long nó là LLD. Còn nếu như LD nó chỉ là cái long thôi, ở chỗ này đừng quên và n. Chỗ dưới này thì chúng ta làm gì? In ra kết quả thôi, print f. Ok. À, đây là phần trăm LLD và đừng quên thêm một cái dấu xuống dòng, tức là cái ký pháp xuống dòng của chúng ta đây là cái sực n. Ok, đến cái chỗ này chính là cái gì? Là cái mình viết tắt đó là sum của n, tức là tổng các ước của n nhá. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ return cái giá trị 0. Ở trên này chúng ta viết cái hàm ở đây là hàm kiểu long long và sẽ trả về. Ở trên này nó có hàm tên hàm là sum và trong này nó có cái tham số của nó cũng sẽ là kiểu long long bởi cái giá trị chúng ta truyền vào này n nó là kiểu long long, nên cái để đảm bảo cái giá trị không bị mất chúng ta phải khai báo đúng kiểu. Ok, để lưu trữ như có thể nhận được. Chúng ta có thể tưởng tượng như là chúng ta cho hai cái hộp truyền từ bên này sang bên kia. Ok, thì chúng ta không thể nhét cái hộp to vào cái hộp nhỏ hơn, cho nên là hai cái hộp ít nhất phải tương đương với nhau. Thì đây là cái nguyên tắc thứ hai. Cái phần thứ hai ở đây chính là mình cũng cho nó là thằng n đi. Ở trong này chúng ta sẽ khai báo ra một cái biến long long s sẽ khởi tạo giá trị bằng 1. Chúng ta kiểm tra nếu cái giá trị n của chúng ta mà nó lớn hơn giá trị 1 thì chúng ta sẽ cộng thêm cái giá trị s vào
À, cộng thêm N và F nhầm. Cái chỗ này là cái lúc nãy mình nói này, 6 thì nó có hai cái ước dễ thấy nhất chính là 1 và chính nó, cho nên là nếu như cái giá trị N bằng 6 này mà lớn hơn 1 thì chúng ta cộng thêm cái giá trị chính nó vào trong cái biến tính tổng các ước. Ok, ngoài cái giá trị 1 chúng ta có thể dễ thấy ra. Bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng vòng for gán một cái biến, à nhầm, đây không phải là kiểu long long đi cho nó không sợ bị mất dữ liệu. Cho cái đấy giá trị y. Ok, ở trong này chúng ta sẽ sử dụng vòng for cho y để tạo giá trị thứ hai, y nhân với y thỏa mãn cái điều kiện đó là nhỏ hơn hoặc bằng căn bậc 2 của giá trị n. Ok, nhỏ hơn hoặc bằng n thì ta cũng có thể viết không dùng thư viện thì là điều kiện là y nhân y nhỏ thua bằng n. Cái này thì cho này có thể là plus plus y hoặc y plus plus thì tùy các bạn. Tuy nhiên là theo cái mình thấy thì cộng cộng y thì nó sẽ nhanh hơn là y cộng cộng. Bây giờ thì trong này thì chúng ta sẽ kiểm tra nếu như cái giá trị n mà chia dư cho y chẳng hạn mà equal zero, tức là chia dư bằng không, tức là chia hết đấy, thì cái giá trị s chúng ta sẽ cộng bằng y. Tiếp theo chúng ta cho một cái biến long long. Ừ, chỗ này bị nhầm rồi. Cái long long này mình gắn d đi, d sẽ bằng gì, n, d sẽ bằng n chia nguyên cho y. Ồ, toàn gõ lung tinh. Chúng ta kiểm tra, nếu như cái giá trị d mà khác y, ok, lúc nãy mình đã phân tích các bạn đấy, thì chúng ta sẽ s cộng bằng y. À nhập, à, đây là d chứ, mãi nói liên thiên. Đấy, như thế này là coi như là xong rồi. Ở dưới này thì return giá trị của s. Ok, và đây thì lưu này, chẳng có lỗi gì không. Sau đó chúng ta sẽ test thử trên máy chúng ta trước, sau đó mới cho lên kia. Giả sử mình sẽ nhập hai giá trị 5, 6. Đấy, thì chúng ta được cái kết quả chính xác. Đấy là tổng ước của 5 là 6 và tổng ước của 6 là 12. Bây giờ chúng ta sẽ Ctrl O, Ctrl C và copy paste. Bây giờ chúng ta sẽ submit. Ok. Rồi, đây mình chọn ngôn ngữ C. Ctrl V. Rồi. Tùy vào mạng nó sẽ nhanh hay chậm. Giờ chờ. Giờ chúng ta sẽ chờ, nếu như cái giày của chúng ta mà đúng ấy thì chúng ta accept, và đây các bạn có thể nhìn thấy là mình đã được accepted. Ok, tức là đã được chấp nhận. Và vào đây thì các bạn có thể run lại hoặc edit để xem là cái code của bạn như thế nào, sau đó chỉnh sửa trực tiếp, hoặc là các bạn có thể xem lại cái bài của mình và sửa xong thì copy xong paste lại. Ok. Như vậy thì mình vừa với cùng các bạn thực hiện xong cái bài đó là tổng các ước, và lưu ý các bạn là phải sử dụng cái đầu của mình nhiều nhiều vào. Ok, đừng phụ thuộc quá vào cái giải thuật, bởi vì cái giải thuật đôi khi nó chạy rất là lâu, độ phức tạp nó lớn và cái thời gian chạy rất là phải chờ lâu, nên là chúng ta sẽ không được accept đâu. Nội dung của mình đến đây là cái